Một chú rể tại Philippines đã tạo bất ngờ cho vị hôn thê của mình bằng cách làm áo khoác bằng tiền đem tặng cô dâu trong ngày cưới. Theo truyền thông địa phương, đám cưới nói trên diễn ra tại khu Valencia ở tỉnh Negro Oriental ngày 27 tháng 4. Trong đoạn clip được đăng tải, ngay khi buổi lễ diễn ra, chú rể đã lấy ra một tấm áo khoác được làm từ những đồng tiền peso, rồi khoác lên vai cô dâu khiến khách mời ngạc nhiên. Ban tổ chức tiết lộ, chú rể trong sự việc tên John Claversilla làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Trong hôn lễ, John đã cố gắng trải chiếc khăn choàng bằng tiền mặt do chính tay anh thiết kế xuống lối đi, nhưng do không đủ chỗ nên anh đã quàng qua vai cô dâu. Trước tình huống bất ngờ, Jamaica vị hôn phu của John đã vô cùng xúc động. John Claversilla cho biết việc anh dành món quà cho vợ đã được lên kế hoạch từ lâu và đã nhận được sự đồng ý của gia đình. Tổng số tiền mà chú rể dùng để tạo nên chiếc áo choàng độc đáo là 1 triệu peso, tương đương hơn 440 triệu đồng. John không thể ngờ rằng đám cưới của anh lại được quan tâm chú ý. Theo chia sẻ, số tiền làm áo cưới đến từ việc anh đầu tư vào bất động sản cùng bạn bè. Sau khi đám cưới kết thúc, John cùng vợ dự định tiếp tục đầu tư số tiền này vào bất động sản. Tiền lãi thu được sẽ dùng để mua bảo hiểm và an hưởng lúc tuổi già. Hiện nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch tự nhiên hữu cơ đang được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn vì sức khỏe của bản thân và gia đình. Vì thế, đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn hữu cơ đang là hướng đi được nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lựa chọn phát triển. Mô hình giúp mang lại lợi ích kép, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ hệ sinh thái. Vườn măng cụt này được trồng từ năm 1998, nhưng cách đây 5 năm, từ phương thức canh tác truyền thống, anh Phương Thành Nam đã chuyển đổi sang canh tác hữu cơ với lý do đơn giản là muốn trồng ra loại măng cụt đạt chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và tốt cho môi trường, tái tạo tài nguyên đất vốn đã bị cằn cỗi. Cũng bón phân, cắt nước, rồi tạo mầm hoa, rồi sau đó thì canh nước tưới, giữ ẩm cho đất, thì bông nó sẽ ra đều đặn. Mà làm hữu cơ sinh học này thì hoa, bông, trái đồ nó ít sâu bệnh hơn rất nhiều. Chăm sóc theo hướng hữu cơ, năng suất măng cụt ổn định và đầu mùa các nhà vườn chỉ bán măng cụt giá 80.000 đồng 1 kg. Măng cụt tại vườn của anh Nam bán được tới giá 100.000 đồng 1 kg. Ngoài các cửa hàng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đặt mua, anh Nam còn xuất khẩu sang Anh, Australia và New Zealand, mang lại nguồn thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm. Hữu cơ sinh học này thì cây trái sinh trưởng của cây của đất rất là tốt, cây thì phát triển hàng năm, chất lượng trái thì cũng tốt lên hàng năm, rồi tổng sản lượng thu hoạch nó cũng tăng dần theo từng năm một. Cái hướng hữu cơ sinh học này là cái hướng là vì an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng là thứ nhất, thứ hai là sức khỏe cho người nông dân mình làm để cũng tránh được bệnh tật. Thời gian qua, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đang tập trung tuyên truyền định hướng để hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất nông nghiệp sạch là nhiệm vụ trọng tâm. Nông nghiệp hữu cơ hiện nay trên địa bàn phường Bảo Vinh chúng tôi là riêng hội nông dân là đang phát động phong trào này rất là mạnh mẽ, trong tuyên truyền vận động cho hội viên nông dân rất là mạnh mẽ để rồi cùng nhau thực hiện. Như cái hộ của anh Vương Mạnh Nam ở khu phố Bảo Vinh B đây là làm được là hơn 8 sào là măng cục là toàn là hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ rồi thuốc vi sinh công nghệ cao cũng là hữu cơ, nên thành là hàng năm anh thu nhập của gia đình rất là cao và đồng thời là mang lại cái sản phẩm nông nghiệp là sạch để rồi đáp ứng cho thị trường. Ngoài việc làm giàu chính đáng bằng chính công sức của mình, anh Nam còn là hội viên nông dân tiêu biểu của phường Bảo Vinh, tích cực tham gia các phong trào địa phương. Năm 2023, vườn của anh tham gia thi vườn cây kiểu mẫu do thành phố Long Khánh tổ chức và đã đạt giải nhất. Người dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đang lưu giữ và thờ cúng rất nhiều bộ xương cá ông. Mới đây, huyện Lý Sơn đã phục dựng đưa hai bộ xương cá ông lớn nhất có niên đại hơn 200 năm vào khai thác du lịch, góp phần bảo tồn nét đẹp tín ngưỡng dân gian còn giữ gìn trên đảo. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm du lịch độc đáo thu hút nhiều du khách đến với huyện đảo. Tại di tích Lăng Tân, thôn Đông An Vĩnh năm 2020,
Huyện Lý Sơn đã cho phục dựng hoàn chỉnh hai bộ xương cá ông lớn nhất, còn nguyên vẹn nhất trên đảo. Bộ lớn chiều dài 22 mét được người dân gọi là Đồng Đình Đại Vương. Bộ nhỏ hơn có chiều dài 18 mét là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Thế là bộ xương cá ông này là chắc nó giá cỡ còn trên 200 năm. À, nhà kỵ của ông á, đúng là nhà kỵ cũng như nhà ông có ông nội mà nhà kỵ chắc là ông là con mùng hơi, mùng 3 tháng 5. Cũng như là dỗ á, hãy mùng 3 tháng 5 hàng năm chiếu lệ, dân quốc lối trên đó Lý Sơn chắc là cúng kính, mà con trai con cúng kính chắc dữ lắm. Nó có niên đại như thế và nó có cái giá trị về lịch sử và cái văn hóa và cái là có một cái lớn nhất hoặc là Việt Nam hoặc là lớn nhất Đông Nam Á. Sau khi được phục dựng, hai bộ xương cá và tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá ông được huyện Lý Sơn giới thiệu đến du khách, trở thành sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc, phục vụ du khách đến tham quan đảo Lý Sơn. Năm 2023, có 150.000 lượt khách đến Lăng Tần. Hầu hết du khách đều cảm thấy thích thú khi được nghe cổ câu chuyện về cá ông và tận mắt ngắm nhìn hai bộ xương cá lớn nhất Việt Nam được lưu giữ ở huyện đảo. Em cảm thấy đây là một cái văn hóa rất là đặc biệt khi mà đến Lý Sơn. Khi mà em lựa chọn địa điểm Lăng Ông để đến thì em cũng muốn khám phá, coi thử là bộ xương cá ông như thế nào. Cái sản phẩm du lịch mới, nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà đây cũng là một cái tâm linh đối với một cái địa bàn mà trên địa bàn huyện đảo là mang tính là văn hóa của biển đảo. Chính vì thế là trong cái đầu tư và bảo vệ cái phục hồi là phục dựng lại cái bộ xương cá ông thì đối với huyện chúng tôi cũng giao được trung tâm văn hóa phải thường xuyên gìn giữ và cái lăng mà đang quản lý đó là phải cử người để thường xuyên trông coi và mở cửa giới thiệu cho du khách. Hai bộ xương cá ông là sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện đảo giới thiệu đến du khách. Và hiện huyện Lý Sơn cũng đang xác lập hồ sơ hoàn thiện các thủ tục để trình tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận hai bộ xương cá voi tại Lăng Tần, huyện Lý Sơn là lớn nhất Việt Nam. Sau những tháng khô hạn, nắng nóng kéo dài, nhiều nơi trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, người dân bắt đầu đốt nương vắt rẫy để lấy đất trồng trọt. Tuy nhiên, phần lớn nương rẫy tại đây đều tiếp giáp các khu rừng nguyên sinh và rừng trồng, nên nguy cơ cháy rừng rất đáng phải báo động. Cụ thể, trên quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn qua địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, không khó để bắt gặp nhiều đám cháy rất lớn với những cột khói cao cuộn lên từ những ngọn đồi, nơi có những dải rừng nguyên sinh và rừng trồng. Ngọn lửa đã bao trùm các khu rừng tại đây. Những cây rừng chìm trong màn khói dày đặc, nhiều cây bốc cháy ngùn ngụt. Điều đáng nói hơn là không thấy bóng dáng người dân nào tại đây khi phát nương đốt rẫy. Tình trạng đốt nương phát rẫy để lấy đất trồng trọt của người dân nơi đây đã nhiều lần gây cháy lan những khu rừng lân cận. Vì vậy rất cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương.